Mới đây Ủy ban thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua đề xuất của Chính phủ về một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thù cho Hải Phòng. Đây sẽ là địa phương thứ tư của cả nước được hưởng cơ chế tài chính đặc thù này. Theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hải Phòng sẽ được nâng mức dư nợ của ngân sách thành phố thêm 10% lên mức 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp. Đồng thời thành phố cũng được đề nghị bổ sung có mục tiêu 70% số tăng thu so với dự toán được Thủ tướng giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và địa phương và các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% gồm cả thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu, các khoản hạch toán ghi thu chi v v. Trước đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã từng quyết định cơ chế chính sách tài chính ngân sách đặc thu cho ba địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Hải Phòng là địa phương thứ tư được hưởng cơ chế này.